ta đọc cái tờ gửi cho mọi quý vị. Thưa anh chị em nhận cha lắc, nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều quan trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Đó là tình yêu thúc đẩy chúng tôi gửi đến quý vị những chiếc cha lắc. Nhận lấy quà tình yêu này, Hội Thần Toàn Cầu Canada cung cấp. Bạn không bị quên đâu. Qua bao nhiêu năm tháng bạn đau khổ, bạn thường tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra với bạn. Cho dù đó là từ một tai nạn, dị dạng bẩm sinh hoặc bị bệnh, bạn không bị quên đâu. Tình hình của bạn sẽ tốt hơn bắt đầu từ ngày hôm nay. Đây là một sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Thông qua cái cha lắc này, Hội Thần Toàn Cầu Canada tin rằng bạn sẽ có thể thực hiện nhiều hơn bạn đã từng làm trước đó. Những chiếc cha lắc bây giờ là bàn chân của bạn. Bạn có thể trở nên độc lập hơn, không phải phụ thuộc vào người khác. Bạn có thể đi đến nhiều nơi hơn, nơi nó bị khó khăn hơn trước đây. Bạn có quyền tự do di chuyển, đi làm, đi học, đi thăm bạn bè và gia đình, đi mua sắm, đi chợ. Hy vọng của bạn đến một tương lai tươi sáng bắt đầu từ ngày hôm nay. Hội Thần Toàn Cầu hy vọng và tin rằng chiếc cha lắc này sẽ phục hồi dân phẩm của bạn, chăm sóc nó với những tự hào và tình thương. Đó là một món quà của tình yêu thương, hưởng thụ và sử dụng nó để tiến bộ cho cuộc sống của bạn sẽ được phần thưởng lớn nhất của chúng tôi. Có thể cuộc sống của bạn được nâng cao hơn, có thể tự do của bạn được nâng cao, có thể hy vọng của bạn được phục hồi. Chúng tôi muốn chia sẻ điều đó và với một điều tốt hơn chiếc cha lắc này. Có những lúc không ai hiểu được những khó khăn và những nỗi đau của bạn, có một người đã chia sẻ nỗi buồn của bạn. Có những lúc không ai hiểu được nỗi buồn của bạn, có một người đã khóc với bạn. Có những lúc không ai chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn, có một người tin tưởng vào bạn. Có những lúc không ai quan tâm đến bạn, có một người tình yêu thương quan tâm đến bạn rất nhiều. Tên của người đó là Chúa Giêsu, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu là lý do tại sao bạn có chiếc cha lắc ngày hôm nay. Chúng tôi gửi cho bạn tình yêu và lời chúc mừng. Chúc bạn phước lành. Mọi thành phần tham gia hàng điều để cuộc sống của em tốt hơn hàng ngày. Trước hết em năm mới em cũng chúc ban ngành, ban lãnh đạo huyện, xã và được nhiều sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng. Em xin chân thành biết ơn. Cải tạo hôm nay tôi được nhận chiếc xe lắc này là cũng là niềm vui của tôi và đem lại cuộc sống mới cho tôi. Từ lâu rồi không mang lại gì cho lợi ích cho gia đình, hôm nay tôi nhận được chiếc xe lắc này có thể tôi tạo điều kiện để tôi giúp ích cho gia đình, đỡ đi gánh nặng và xã hội. Thì tôi thắng lời không quên là bên thềm năm mới, tôi kính chúc tất cả các hội nhà tài trợ sang năm mới nhiều cảm nhận như ý. Dạ, nhà các nhà tài trợ thì của hội tôi xin các mà được có ý kiến mình này được tặng chiếc xe này thì tôi sẽ làm phương tiện để buôn bán cái giới số và nuôi gia đình và bản thân. Năm mới này tôi xin chúc hội và tất cả các bạn được và nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Tôi chúc mừng mấy cho chúc cầu chúc mấy chị được chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Tại sao đi làm chiếc xe này của nhà tài trợ cho là em cũng rất cảm ơn, là cho chồng con đi đứng dễ dàng á, là em cũng cảm ơn, thành thật cảm ơn các anh các chị. Trước nay thì em bị tàn tật nhẹ thì em cũng rất buồn và cũng rất đau khổ lắm, bởi vì mình không đi đâu được, mình tối ngày mình phải lăn lăn lên cái giường hoài. Nhưng ngày hôm nay nhờ có nhà tài trợ đến đây để giúp cho em được có cái xe lắc này là một trước hết là cái niềm vui của em. Đó, em rất mừng dữ lắm. Thượng tối nay là em rất buồn, nhiều khi em cũng vui bản thân nữa. Mình một thứ nhất là cũng gánh nặng cho gia đình. Đó, muốn giúp cái gì cho vợ con cũng không giúp được. Thì hôm nay em được nhà tài trợ cho em xe lắc thì em rất mừng. Đó, em đi đây đi đó và em được mở mang ra và có kết nối bạn bè và đi bán số đồ cũng trợ giúp cho vợ được phần nào. Đó, em rất cảm ơn nhà tài trợ. Dạ.
và cũng mong chương trình này có dài dài tới được những người khổ như em thì cũng được có niềm vui sống qua ngày. Vậy trước hết đầu năm mới em cũng chẳng biết nói gì hơn, chúc nhà tài trợ một niềm vui mới và dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Và em rất cảm ơn quý ông bà chị em là những người khuyết tật. Tôi xin thay mặt cho chủ tịch hội bệnh tật toàn cầu là Nguyễn Hưng gửi lời chào chúc đến quý vị một năm mới được sức mới và có được một niềm vui mới khi nhận được chiếc xe lắp này. Đây là một cái hội mà của những người Việt Nam sống ở hải ngoại, họ quy góp về Việt Nam để giúp đỡ những người tàn tật. Hôm nay thì những người tàn tật là quý ông bà chị em ở đây đã nhận được chiếc xe lắp này, cũng là một cái niềm vui của hội khi được trao tặng tận tay đến cho những người khuyết tật, để rồi cuộc sống của anh em của sẽ được tươi mới hơn trong ngày mai. Và đây là cái điều mà hội đã làm nhiều năm qua, cho nên sáng hôm nay thì tôi rất là vui mừng khi thấy được sự phát biểu của quý vị, thật là cảm động. Là những người đã bị bỏ quên hoặc là không có điều kiện để có được chiếc xe lắp thì ngày hôm nay đã được có chiếc xe lắp. Và tôi tin chắc rằng ngày mai sang từ đây quý vị sẽ thấy được tương lai của mình được đi đây đi đó, được sinh hoạt một cách rất là tốt hơn những ngày vừa qua. Và tôi một lần nữa tôi xin thay mặt cho những anh em, những hội viên tại Canada là những người mà chúng tôi có một niềm tin, là nơi mà chúng tôi là những người đạo Tin Lành, chúng tôi có một niềm tin sẽ tin chắc rằng quý vị sẽ được nhận sự yêu thương từ nơi Thiên Chúa qua những chiếc xe lắc này. Một lần nữa tôi cảm ơn hội bảo trợ, cảm ơn hội chữ thập đỏ đã tạo điều kiện cho hội có điều kiện để đến đây gặp gỡ và phát xe lắc trong ngày hôm nay. Một lần nữa tôi cảm ơn nhiều và chúc những tất cả các anh chị em một năm mới được dồi dào sức khỏe. Hội tàn tật toàn cầu Canada kính thưa bà đại diện Nga, kính thưa tất cả các em cùng đi cùng đoàn và các anh các chị cũng như các em đến nhận cái xe lắc hôm nay. Thì đối với hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi và huyện và hội mồ côi và bệnh nhân nghèo của huyện Vũng Liêm cũng xin rất là cảm động sau khi nghe cái thơ gửi đến các cái đối tượng hôm nay chúng ta nhận xe lắc và ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Quốc Khánh, thì chúng tôi cũng rất là vui mừng và rất là phấn khởi thông qua liên hiệp các tổ chức quận thị sẽ đến với cái hội tàn tật toàn cầu Canada. Lần này là lần thứ hai, cái lần trước thì các anh chị cũng tới trao 8 chiếc xe lắc và 2 chiếc xe lắc. Lần này thì được nhận là 7 chiếc xe lắc và cũng là đúng vào việc chuẩn bị chúng ta đón cái xuân Giáp Ngọ năm 2014. Thì cũng như cái thơ chúc tích Tết của thơ chúc cũng như cái lời phát biểu Khánh, đây là một cái điều kiện mà để giúp cho các anh chị. Cái thứ nhất là chúng ta để có cái phương tiện để mà sinh kế nha. Tuy là mỗi một người có cái nghề khác nhau, đây là một cái điều kiện để giúp chúng ta làm cái phương tiện sinh kế để vừa nuôi bản thân cũng như vừa là góp phần phụ giúp thêm cho gia đình. Cũng nhân dịp này thì cũng là cái phương tiện để chúng ta có thể đi đến các nhà, đến nhà ông bà hoặc là người thân con cháu của mình trong những cái dịp Tết. Đây cũng là một cái điều kiện hết sức là quý báu. Thì không biết nói gì hơn, thay mặt cái hội bảo trợ của huyện Vũng Liêm, chúng tôi cũng xin là ghi nhận và tri ân những cái tấm lòng của các anh các chị. Tuy là ở xa bên kia, bên đây thì có anh Khách, chị Nga là người đại diện, thì chúng tôi cũng xin hỗ
hội bảo trợ của huyện cũng như là các cái anh chị gia đình nhận xa lắc hôm nay cũng xin tri ân và ghi nhận tấm lòng nghĩa cử cao đẹp của các anh chị. Sau khi dứt lời thì cũng xin kính chúc anh Thắng, chị Nga cũng như các em cùng đi trong đoàn cho chúng tôi hội bảo trợ chúng tôi gửi đến lời chúc sức khỏe cho anh các chị cùng gia đình một năm mới có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Muốn gì thì được gì. Em cũng mong rằng anh Thắng và chị Nga sẽ có dịp quay trở lại Vĩnh Liêm một lần nữa. Thì cũng trước thềm năm mới cũng xin kính chúc các anh, các chị, các em nhận đến nhận salad hôm nay thì có thật nhiều sức khỏe. Đây cũng là cái động lực, cái động viên tinh thần của chúng ta phấn khởi, yên tâm trong cái lao động để mà làm sao góp phần cho cái gia đình chúng ta kinh tế càng ngày càng phát triển, cũng là tạo cái niềm vui cho mình. Thì năm mới thì cũng an khang thịnh vượng ha, làm ăn phát đạt. Có dịp thì chúng tôi cũng sẽ trở lại thăm các anh các chị. Sau khi chúng ta nhận xe thì cái tinh thần chúng ta như thế nào, làm ăn ra sao, chúng tôi sẽ có dịp trở lại thăm các anh các chị. Sau khi một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn.